Đây là view biển ở trị giá ngàn đô các bạn. Rất tuyệt vời. Đằng trước là mặt biển luôn, xong bể bơi này. Đấy. Thấy nhân viên quảng cáo là trong khách sạn thì đây là view đẹp nhất. Rất là tuyệt vời. Nhìn xuống bãi biển và nhìn xuống hồ bơi. Chào các bạn, tôi thuê được cái phòng view biển được nhân viên quảng cáo là đẹp nhất khách sạn. Đây là view nhìn ra ngoài biển. Tôi sẽ đi đo xem là vì ở đây nhiều ngày nên là đo xem là ở đây là dương phòng này trường khí âm hay dương. Không nhớ view biển đẹp nhất mà lại đất lại xấu thì chết dở đúng không? Mọi người phải đo xem này. Đây là cái góc đầu giường. Góc này thì dương nhưng mà góc kia thì âm. Đấy, góc ngoài ban công là chỉ là chỗ ban công nha vậy nha. Đúng cái chỗ ranh giới của hai phòng. Để xem bên này xây chỗ giường. Đúng đầu giường chỗ từ nãy mình nằm cả nào nằm mê mệt luôn, sợ thật. Đúng đầu giường mình nằm, không biết từ nãy có quay được không. Đấy, chỗ đầu bàn từ nãy mệt quá nằm ngủ. Nằm đúng chỗ này. Đúng chỗ này âm luôn, sợ. Âm, ít thò lò luôn. Thế thì mình phải dịch luôn. Đây cái linh phù. Mình mang theo cái linh phù hộ thân thì nó mang cái linh phù để lại. Dán linh phù vào. Linh phù đây để đi tìm nữa. Tôi có mang theo mỗi loại linh phù 5 cái. Bây giờ tôi thử đặt cái hộ thân này. Đặt đầu hộ thân đầu tiên cho các bạn xem. Đây là dán, tôi không mang dính đi theo. Quên là nhé, bứt cái dính lấy xe. Để thấy hộ thân ở đây. Sợ để đây thì tối ngủ mai ấy thôi. Dương này, trên này thì dương mạnh đẩy luôn, nhưng mà phải tất từ đâu mình nhớ không ngay gọn dương học biết. Nếu mà để bên cạnh thì bên cạnh không hết đâu, bên cạnh thì sang bên vẫn đông. Đấy, phải để đúng nơi đầu giường. Thôi cứ đi thẳng dưới gối nhé. Đó. Để thẳng dưới gối. Vừa thấy cá trông xả hơn á. Trông có thể thiếu. Phải để tạm dưới gối các bạn. Thuê khách sạn là view biển là đẹp nhất nhưng mà lại gặp và điểm âm hãi hùng đầu giường các bạn ạ. Đấy. May mình ăn chắc mình đo các bạn. Thì từ nãy cái giường thì có rộng ở cái chỗ một bên thì con tôi đang ngồi ăn nên là tôi chọn cái góc kia để tôi ngủ. Đúng cái góc xấu nhất, sợ chưa? Âm khí. Bây giờ quay cho các bạn xem cái view biển. View biển ngàn đô.